Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi 2 giờ đồng hồ chương trình ca nhạc DVD mới của Cẩm Ly. Đó là những gì mà Cẩm Ly và ekip đã thực hiện trong suốt 4 tháng trời ròng rã vừa qua. Rất nhiều những khó khăn, nhưng chúng tôi cũng mong muốn và cố gắng mang đến cho quý vị những thước phim đẹp nhất, những bài hát hay nhất. Cẩm Ly đã sống hết mình với nghệ thuật và đã hóa thân vào rất nhiều nhân vật khác nhau trong nhiều bài hát khác nhau với nhiều sắc điệu âm nhạc khác nhau. Và mong rằng quý vị và các bạn đã cảm nhận được những hình ảnh và những góc độ rất khác biệt của Cẩm Ly. Xin chúc cho Cẩm Ly sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong con đường nghệ thuật của mình. Thưa quý vị, cuối cùng để thay cho lời chia tay, Trấn Thành xin mời quý vị cùng lắng nghe thêm một ca khúc nữa và để xem Cẩm Ly sẽ hóa thân vào nhân vật nào đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.